Đây có vị đồng tu hỏi, có rất nhiều người lúc xuất gia, họ cũng không có nghe giảng kinh thuyết pháp, họ chỉ tuân theo sư phụ của mình, ở trong đạo tràng chuyên làm kinh sám Phật sự, hoặc là mở tiệm buôn bán làm sự nghiệp từ thiện. Bây giờ tự mình đã nghe lão pháp sư giảng kinh, rất muốn tu học cho đàng hoàng, nhưng pháp sư trong thường trụ đạo tràng không cho phép. Vậy thì bây giờ tự mình phải đi tìm đạo tràng nào chuyên tu tịnh độ, hoặc là vẫn tiếp tục ở trong thường trụ kiên trì rèn luyện, hay là tự mình đi cất một ngôi tịnh xá nhỏ để chuyên tu nghe kinh niệm Phật. Nếu thật sự không có chỗ nào để đi thì không lẽ chỉ có một con đường là hoàn tục? Đây là một chuyện đệ tử chân chánh của Phật hiện nay đang gặp phải khó khăn rất lớn. Cho nên vì chuyện này mà Phật Bồ Tát phải rơi nước mắt. Lúc tôi còn trẻ, tôi rất phản đối Phật giáo, bởi vì từ nhỏ trông thấy chỗ nào cũng có chùa chiền. Ở quê nhà chúng tôi có rất nhiều chùa chiền, không có thấy qua người xuất gia giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Họ đều là làm kinh sám Phật sự hoặc làm pháp hội cầu siêu cho người chết. Cho nên lúc tôi còn trẻ, tôi thường đến giáo đường của Cơ Đốc giáo. Trong giáo đường mỗi tuần ngày Chủ nhật có giảng đạo, nghe họ giảng cũng có chút đạo lý. Thì tôi đến Nam Kinh để học hành. Có mấy người bạn học của tôi, họ là tín đồ của Islam, tức là Hồi giáo. Họ đem một số sách tạp chí của Hồi giáo cho tôi xem. Tôi xem rồi cũng rất có đạo lý. Chỉ riêng Phật giáo thì không có ai giới thiệu cho tôi. Cho nên kiến thức của tôi cũng như người thông thường vậy, nói Phật giáo là mê tín, Phật giáo là đa thần giáo. Đa thần giáo tức là tôn giáo thấp kém nhất. Cái gì là thần? Tức là họ trông thấy thần thánh gì cũng lại, cho nên không sánh bằng những tôn giáo của ngoại quốc. Những tôn giáo của ngoại quốc chỉ lại một vị thần, trong vũ trụ chỉ có một vị chân thần, còn họ thì cái gì cũng lại. Cho nên Phật giáo khiến cho người ta có ấn tượng thật là không tốt, bởi vì cái gốc đã ăn sâu rồi. Tôi ở Đài Loan, nếu không gặp được giáo sư Phương Đông Mỹ thì có lẽ tôi vĩnh viễn không có duyên với Phật giáo. Thật tại mà nói, dù có vị pháp sư nào đến khuyên tôi tin Phật giáo, tôi cũng không tin, cũng không nghe, cũng không tiếp nhận. Tôi theo giáo sư Phương Đông Mỹ học triết học. Thầy Phương là triết học gia rất nổi tiếng trên thế giới. Thầy đem kinh Phật giới thiệu cho tôi để làm một khoa mục trong triết học, gọi là triết học kinh Phật. Lúc đó tôi nghe được cái đề mục này khiến cho tôi rất là kinh ngạc. Vì chưa từng nghe nói qua triết học kinh Phật, thầy nói với tôi, triết học kinh Phật là môn triết học cao nhất trên toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Cho nên tôi bị hai câu nói này của thầy lôi cuốn tôi vào trong cửa Phật. Nhưng cái cảnh giới này ở trong chùa không có, tìm không ra. Phải đi đâu mà tìm? Phải tìm trong kinh điển. Từ đó bắt đầu tôi thường đi đến chùa. Tôi đi đến chùa không tham gia pháp hội của họ, mà đến chùa để tìm Đại Tạng Kinh, bởi vì lúc đó không dễ gì thỉnh được kinh điển của Phật giáo. Chỉ có ở trong chùa mới có thể tìm được kinh Phật.
Có số kinh sách loại nhỏ thì trong chùa có ấn tống biếu tặng, còn như đại tạng kinh thì không cho mượn đem ra ngoài. Cho nên chúng tôi chỉ có lợi dụng những ngày nghỉ lễ đi đến chùa để mượn đại tạng kinh ra sao chép lại. Chúng tôi mới bắt đầu học Phật Pháp tự mình phải sao chép kinh điển, không như hiện nay, thật là quá tiện lợi. Ở khoảng nửa thế kỷ đến nay, khoa học kỹ thuật rất tiến bộ, ngành ấn loát cũng rất phát triển, đem lại cho chúng ta rất nhiều tiện lợi. Vào thời xưa, ở trong chùa mới có Đại Tăng Kinh, còn như tư gia làm gì có Đại Tăng Kinh. Đó là được khoa học kỹ thuật ban cho chúng ta. Chỉ trong vòng mấy năm, từ năm 1984, tôi bắt đầu ấn tống kinh sách và tượng Phật biếu tặng cho đại lục. Năm 84, tôi ở Hồng Kông giảng kinh, thì có Pháp Sư Hoàng Huân đến tìm tôi. Pháp Sư nói, sau khi đại lục trải qua đại cách mạng văn hóa, kinh sách và tượng Phật của Phật giáo hầu như đều bị hủy diệt. Pháp Sư biết tôi ở Đài Loan, có một ủy hội Phật Đà giáo dục là nơi tiếp nhận tứ chúng cúng dường, tiếp nhận tiền của tứ chúng chuyên môn để in, để ấn tống kinh sách biếu tặng cho toàn thế giới. Chúng tôi đã làm được rất có thành tựu, đó cũng là do tứ chúng đồng tu hộ trì, nên tiền tài cuồn cuộn không ngừng mà đến. Thì chúng tôi ấn tống kinh sách càng nhiều. Pháp Sư Hoàng Quân nói với tôi, thầy có thể biếu tặng một số kinh sách cho đại lục Trung Quốc được không? Tôi nói, biếu tặng bằng cách nào? Pháp Sư nói, có phương pháp. Tôi nói, có phương pháp gì? Pháp Sư nói, Pháp Sư có mối quan hệ rất thân thiết với lão cư sĩ Triệu Phát Sơ, có thể nhờ Triệu lão cư sĩ phê chuẩn công văn. Tôi nói, như vậy thì được, đó là chính thức ấn tống kinh sách biếu tặng cho đại lục Trung Quốc. Tôi hỏi Pháp Sư cần bao nhiêu, Pháp Sư nói càng nhiều càng tốt. Từ đó về sau, thì tôi đem tiền trong quỹ hội in kinh sách, bất luận là in kinh sách gì, nhất định là chia 2/1, gửi phần nửa cho Pháp Sư Hoàng Huân để biếu tặng cho đại lục Trung Quốc. Cho nên bắt đầu từ năm 1984 đã gửi biếu tặng cho nội địa rất nhiều kinh sách. Chỉ riêng gửi Đại Tạng Kinh cho đến bây giờ đã biếu tặng khoảng 1.700 bộ Đại Tạng Kinh, chưa tính đến những kinh sách khác, đã biếu tặng 1.700 bộ Đại Tạng Kinh. Gần đây lại có những vị đồng tu phát tâm in Đại Tạng Kinh. Đến tháng 9 thì có 1.000 bộ Đại Tạng Kinh là Long Tạng. Chúng tôi sẽ biếu tặng cho đại lục Trung Quốc 600 bộ. Ngoài ra, tôi sẽ tặng 100 bộ cho khu vực ở Hồng Kông này. Đạo tràng của chúng ta ở đây, hy vọng cũng có thể được tặng một bộ. Còn 300 bộ khác thì biếu tặng cho hải ngoại, địa phương, quốc gia khác. Đến tháng 9 sang năm, chúng tôi lại có 3.000 bộ. Bây giờ đã bắt đầu in rồi. Đến tháng 9 sang năm thì chúng tôi có 3.000 bộ. Chúng tôi muốn biếu tặng cho đại lục Trung Quốc 2.000 bộ. Hy vọng những ngôi tự viện ở nội địa đều có một bộ Đại Tạng Kinh. Cho nên Phật Pháp đích thật là thù thắng, nhưng không có người giảng giải, không có người giới thiệu. Đức Thế Tôn tại trong kinh có nói, Phật Pháp không người nói, có trí không